Đây là con máy khoa này ngoại. Hello, xin chào tất cả anh chị em và các bạn. Chào mừng mọi người lại đến với kênh kỹ năng cơ khí Hàn Wedding. Thì tiếp tục hôm nay mình lại làm một video nữa là review về những cái dụng cụ cơ khí có ở trong xưởng mà hiện tại thì mình đang làm việc. Thì hôm nay mình sẽ quay toàn bộ những máy móc, những dụng cụ hiện tại đang có ở trong xưởng và nó dùng như dùng làm để làm gì nhé. Còn sau video này thì mình sẽ làm review từng dụng cụ một. Đó là một cái chuỗi video giới thiệu, ví dụ như chẳng hạn như một cái máy mài hay là một cái búa hay là cái gì đó, một cái con vít hay là một cái ốc, nó sử dụng hay là nó được vận dụng ra làm sao, hay là một cái comba nó sẽ dùng về những việc gì, hay là một cái vạch dấu. Thì mình sẽ review từng dụng cụ một, mỗi một dụng cụ nó chỉ rơi vào khoảng độ 2 đến 5 phút chẳng hạn. Thì như vậy thì mình nghĩ rằng là sẽ giúp ích rất nhiều cho những bạn mà mới vào ngành cơ khí. Đây là những cái kinh nghiệm thực tế của mình, là mình đã làm ở bên Nhật là năm đến năm này sang bước sang năm thứ 6 rồi. Thì hy vọng là những cái bài review sẽ giúp ích cho những bạn mới vào nghề này. Còn đối với những bậc tiền bối hay là những anh chị mà đã trong nghề lâu năm thì có những cái ý kiến gì đóng góp để cho mình có thể làm những video mà mang lại những cái nguồn thông tin hữu ích cho những bạn mới vào nghề thì đó là một cái rất là tuyệt vời, thì cái đấy mình cũng xin được ghi nhận và cảm ơn. Thì không để mọi người dài dòng nữa, thì sau đây xin mời mọi người cùng theo dõi video của mình nhé. Ok, let's go. Đây mọi người có thể thấy đây là một cái tan anh gự, một con quay sử dụng làm thùng, những cái thùng to ấy, dùng con này. Như em có thể thấy là con motor của nó khủng bố này. Này, rất to luôn. Giờ quay cả sang bên này. Đây là công ty ngày xưa nhé. Công ty ngày xưa dùng, đến giờ này bọn mình vẫn chưa dùng những cái con này. Tùng to thì mới dùng những loại đại bự. Đây là vài bộ, còn bên kia bọn mình cũng đã dùng vài bộ rồi. Mà một công ty có thể dùng nhiều loại, nhiều con quay như này thì phải là ác búa rồi. Ví dụ như cái con mọi người có đang nhìn lên trước này, con này thì nó dùng kiểu như thùng dài ấy, dùng đến những con này. Được chưa? To luôn. Cái này nữa. Đây. Đây là con máy cắt nha mọi người nhé. Máy cắt, máy dập mà sắt rất là to luôn, cục to. Anh em có thể nhìn thấy đây được chiều này là chiều đứng trước. Đây là con máy cắt vật liệu. Con này thì rất là đa năng anh em ạ, cắt được cả độ. Còn như các bạn cũng đang nhìn thấy ở trước mặt đó là con máy uốn nhé. Máy uốn con này đời cổ. Con này uốn tôn khá dày và to luôn. Dùng ngày xưa làm thùng nhiều. Đây là con máy khoa này. Loại khổ lớn. Anh em có thể thấy to canh càng luôn. Con này bỏ không lâu lắm. Đây. Quay giờ để toàn đồ. Đây nó có cái bàn to cành. Giờ để đồ vòng quanh. Đây là từ ngày xưa nhé mọi người nhé. Mọi người nhìn cái trục nó này là biết nó to nào. Đây, mấy con.
Người có thể nhìn thấy chỗ này mũi mẽo đầy, giờ hầu như là không sử dụng, trục to cành Ogawa rất to luôn. Nhìn vẫn còn là xịn xò lắm anh em ạ. Đế nó nhìn to kinh khủng. Chỗ này là chỗ con máy bọn mình bào làm lan can cầu thang, mình dùng một con máy này. Máy bào. Bào cho nó hõm lại để mình làm. Rất là tiện. Này thì mình chỉ cần bật điện đây, xong bắt đầu nước nó sẽ bơm nước này. Lâu rồi nó không ấy, lâu không sử dụng nước nó vẫn chưa lên. Đấy, kiểu như này mình đưa kẹp vào đây, kẹp đây mình đưa vào. Này là con máy ép thủy lực anh em nhé. Con này ép 100 tấn. Nhưng bây giờ cũng bỏ xóa rồi. Nói chung là con này bây giờ không 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 được cấp giấy phép ép nữa vì nó quá cũ với lại nó không chưa sửa. Không sửa nên là bỏ không rồi, rất phí. Trên này là ngày xưa người ta hàn tích cũng nhiều ấy, chế hẳn một cái thùng nước làm mát ở trên này. Chỗ này là những cái chỗ ra đấu vòi nước ra để làm mát cho máy. Đây xuống này, con dưới này máy tích. Kawasaki nghe thấy chưa? Trong tấn. Giờ một không luôn. Đây là máy con rùa nhé, con rùa cắt. Con này thì dùng mình cắt ga tôn cũng như mình chế cả cái đồ để mình kẹp kìm và mình hàn hàn tự động ấy, cho nó chạy đấy. Chạy những đường hàn dài thì mình dùng con này rất là tuyệt vời và hợp lý và khá là hay đấy, rất tiện lợi. Như các bạn có thể nhìn thấy trước đây là con máy cắt con, con này thì mình sẽ cắt những cái đồ nhỏ, không phải rất là tiện. Ok, tiếp đến thì các bạn có thể nhìn thấy trước mặt là một con máy khoan loại khổ hạng nhỏ. Con này mọi người nhìn nhỏ nhưng mà nó cũng có vỏ này, nó khá là tiện dụng. Và giá con này thì 25 man mọi người nha, tương đương với hơn 50 triệu Việt Nam đồng. Nó tiện lợi lắm mà nó khoan nó nhẹ, vừa nhẹ này, nhanh. Đấy. Và nó tiện rất nhiều, tiện cái vấn đề tiện là nó có thể xách nhẹ nhàng này, nó có thể leo cao, là nó có nam châm mình cũng dễ dàng điều khiển, có thể dễ dàng khoan. Chỗ mình mở này thì nó là chỗ đựng nước làm mát, nước làm mát như dầu pha đấy. Đây đây là cái chai pha này. Chai này mình cứ mua về thì mình pha với nước, thêm nước nước trắng để cho nó nhạt bớt đi. Tiếp đến thì mình ra review tiếp một đống đồ dụng cụ luôn. Đây là cái mo hàn mà chuyên dụng mình hàn. Thì công ty mình cũng không dùng cái loại mo điện tử lạnh tẽo gì cả, chỉ dùng mo này thôi. Đây mo tay. Cái mo kia là mo mặt đeo, mo này mo tay. Mo tay thì dùng cũng tiện khi mình đính gá hay là hàn những cái góc hẹp thì mình dùng lấy tay. Còn cái lọ này thì ngày xưa mình có làm video giới thiệu nhưng mà chưa giới thiệu cụ thể. Lọ này thì phụt vào thì cái sỉ nó sẽ bắn ra ít hơn. Cái này là cái mo mà mình khi mình hàn, mình sàn xong mình vệ sinh mũi hàn thì mình đeo vào hay mình mài nó đỡ bị bắn vào mặt. Đây là cái ke này cắt, dùng cắt ga nhé mọi người nhé. Thì anh em dùng cái này cắt ga thì nó thẳng, đường đường nó thẳng,
Nhưng tay chúng ta thì không thể lúc nào cũng cắt thẳng được, cắt mãi mỏi. Nhưng dùng cái ke này tiện lợi hơn. Đây là cái thước vuông con. Tiếp đến các bạn có thể thấy đoạn này thì những cái choàng loại đủ các kiểu khổ. Đấy. Choàng này. Đây là những cái này là những cái mã tai cẩu. Mã tai để mình dùng cẩu cái đe để mình gõ kẹp. Nói chung là những cái bài sau thì mình sẽ giới thiệu cụ thể hơn. Thì hôm nay chỉ qua cho anh em biết thôi. Cái này thì là cái anh em có thể nhìn thấy kia thì mình sẽ lấy cái cuộn băng cái băng dính mình đặt lên ví dụ cho anh em. Cái này mình dùng có thể đính ống, đính nhẽo mình đặt lên ấy. Thì nó sẽ lấy phẳng này, cho mọi người. Dụng cụ thì nhiều lắm anh em ạ. Đấy, bên này kìm kéo tô vít đủ các kiểu. Nói chung là toàn là đồ từ công ty ngày xưa để lại thôi. Cái này combo nó độ độ đẽo. Đây trên anh em có thể nhìn thấy là bộ thước loại thước vuông loại khổ to hơn. Rồi thì thước lá. Cái thước dài bên trong ấy gọi là thước lá, thước này thước vuông. Đây là những cái đầu súng bắn ốc em nhé. À, cái này là combo bọn mình làm thùng to thì mình dùng con này để mình quay cho nó chính xác, nhiều khi quay bằng phấn thì không nó không chuẩn cho lắm. Đây là một cái lọ này là nó cũng là dầu làm mát rồi mình phịt vào khi mà khoan độ khoan nẻo. Đây có một cái combo này, combo cổ từ ngày xưa đây nhưng mình cũng mới đưa về đây nhưng mà chưa sử dụng. Chỗ này thì mọi người có thể thấy là đây là một con bên Nhật gọi là Bogura. Con này là con chuyên mình dùng để mà ngoánh lỗ. Ngoánh lỗ cho nó đẹp. Này dùng về hơi, dùng bằng hơi nhé. Cắm hơi vào thì nó sẽ có nút xoay vặn là chạy, thôi. Đây là một con mà mọi người bảo là mua hay mua con này ở đâu thì mình sang bên Nhật. Việt Nam thì mình chưa làm cơ khí nên mình cũng chưa biết là con này. Nhưng mà sang Nhật thì mình hay dùng con này để mình vệ sinh đường hàn, những cái xỉ hàn nó bám dính, bắn thì nó sẽ bắn ra ngoài. Cái này cũng là một cái dùng để vệ sinh cái đường hàn. Đấy, chúng ta kiểu như thao tác mình vừa thao tác xong ấy. Đây là cái thước cân bằng. Mình đặt để mình cân bằng khi làm cái gì đấy mình đặt lên xem nó đã phẳng chưa, nó đã ok chưa, hơi xoay đúng không mọi người, hơi nhanh, mình xoay hơi nhanh. Đây cái này là mấy cái đầu hàn này. Bên Nhật gọi là nozuru, cái này cái đấy thì ấy. Đây là thước loại thước dài, thước mét dài 20 mét khá dài. Đây là cái này vạch dấu này anh em này. Con này là mình giới thiệu cho mọi người, con này khá công dụng, khá là tuyệt vời, mình lấy dấu rất là nhanh. Đấy. Sau khi mình căn các thang khoảng cách bao nhiêu thì mình đặt xuống dưới lèn phẳng, mình vạch vạch lấy dấu cho nó nhanh mà nó lại chuẩn 10 cái như một, rất là chuẩn. Đấy, qua thang đấy, đến từ 10 đến 150, 5, 10 đến 150 thì các bạn vặn hai cái núm này, bạn kéo xuống điều chỉnh là ok. Cụ thể là như vậy, còn có những cái bài sau mình review riêng về nó thì nó sẽ cụ thể hơn, lúc đấy mọi người xem sẽ rõ. Thì như cái này thì các bạn đã biết nó là gọi bên Nhật gọi là punchi, cái này lấy dấu. Lấy dấu này như nào, khi các bạn lấy dấu xong vạch để lấy cái dấu lỗ thì bạn cần đóng cái đấy để mình khoan cho nó ok. Đây là cái máy Soji, là Soji đường hàn hết, máy mài to, loại nhỏ có hết, không thiếu gì cả. Máy mài to, máy mài nhỏ. Chỗ này là búa, búa to, búa nhỏ hay là búa bằng gỗ. Gỗ thì mình gõ những cái nào nó nhẹ và nó không cần yêu cầu phải lực mạnh thì búa gõ bằng búa gỗ. Cái này là cái bên Nhật gọi là Manbiki,
Việt Nam này gọi một cái vạn cái này tăng đơ, mấy cái này rất là công dụng. À đây mình giới thiệu cho mọi người, đây là một cái con máy này là con máy Naze, nói chung là nó không có gì đắt cả, nó rơi vào 5 man tiền Nhật, nó rơi vào hơn 10 triệu. Thì bọn mình làm thùng nhiều thì mình dùng bằng con này, hoặc là cân nền phẳng thì dùng bằng con này. Thì bây giờ bắt đầu mình bỏ ra mình quay cho mọi người xem là cái mở nó lên nó như thế nào nhá. Thì các bạn có thể thấy là ở trước mặt thì đấy có một cái lỗ bên phải, nên bây giờ mình vặn nó thì nó sẽ ra một cái tia nó cắm ở dưới. Đương nhiên là nghĩ anh em trong nghề thì sẽ biết con này là con máy gì và công dụng hay sử dụng của nó như thế nào, thì nó là rất là đơn giản với mọi người. Nhưng đối với những người mới thì mình nghĩ đây là con này có tiện lợi, thì các bạn sẽ có những cái lốm lốn V này nó sẽ chiếu thẳng. Để mình qua cái chỗ cái U này thì nhìn nó nét hơn. Đây chỗ này các bạn sau khi ở đây ấn thẳng, còn ấn cái nút mà ngang ấy thì ấn lên chữ H này nó sẽ ra ngay cái đường ngang. Đấy mọi người nhìn thấy không ạ? Nó sẽ ra cái đường ngang này. Còn máy này hay, con máy này làm phải có con này thì cân chỉnh thăng bằng mới rất nhanh và dễ và chuẩn hiệu quả. Một người có thể làm được. Đấy, mình có cái lốm ở bên sườn thì mình vặn nó sẽ di chuyển sang phải sang trái. Muốn di chuyển sang trái thì vặn trái, muốn di chuyển sang phải thì vặn bên phải. Nó có gần hơn chục triệu thôi. Con này bọn mình vừa mới mua. Đấy, cái này là cái để dùng mà mình điều chỉnh căn chỉnh thì nó sẽ khi vào giữa nó sẽ kêu teng teng teng. Nhưng mình ít khi dùng bằng con này, mình có cách dùng của mình đấy, thiết qua thôi cho mọi người xem thôi. Ok nên mình quay qua thôi, xong mình cho lại cho nó vào đấy, anh em thấy chưa, thấy tia chưa, tạm thời tắt cho vào rồi có một ngày nào đấy mình review riêng và nó tiếp thì lúc đấy anh em sẽ cụ thể hơn nhiều nữa. Mình có biết là hôm nay qua thôi, review qua thôi. Thế anh em khi mà xem đến đây thì mọi người cố gắng xem đến cuối nha, vì có rất nhiều những cái đồ dùng dụng cụ hay, nên là đây mình nghĩ là một cái giới thiệu cho anh em mới vào rất là hữu ích. Con này là con bàn kẹp là như thế nào, là mình kẹp đồ vào mình có thể uốn nắn rồi thì mài thì nó sẽ hơn. Ở đây là hai cái móc kẹp thẳng, móc đứng, ở bên Nhật gọi là tatejiri haka. Đây là cái con ba lăng kéo nhỉ. Đấy, mỗi con này cũng đều có công dụng riêng của nó. Đây là con kẹp ngang là Zokozuri Haka, bên Nhật gọi là Zokozuri Haka, rất tiện, nó dùng vào những trường hợp nào thì dùng con này. Đấy, đây mấy con này, chỗ này là dây obi, bên của Nhật gọi là obi, và nó sẽ đều có công dụng riêng hết quả chúng nó. Đây là con máy mài, cái đá mài, gọi đá mài của loại, nói chung là đá mài có nhiều loại đá mài đấy, thì mình sẽ giới thiệu cụ thể hơn nữa khi mà các bạn cứ xem và like và đăng ký ủng hộ kênh cho mình, là mình sẽ chia sẻ hết tất cả những cái gì mình biết. Chỗ này thì mọi người có thể thấy là đây là một cái bãi vật liệu mà bọn mình để này, có đủ, nói chung là cũng đại đa số là hay dùng, mọi người hay dùng. Đây là cái chữ H anh em nhé. Đây là ống ống loại này, ống 25A là đường kính 34. Những cái này mình thuộc gần hết, gần coi như là hết, mình biết được kích thước của nó. Đấy, đây là một cái phi đặc ống cắt rồi thì u theo
UV có đầy đủ hay là Phratto Ba, cái tấm tôn mỏng. Trước mặt anh em có thể thấy đây là một con máy quay nhé. Con này anh em có thể gá đồ lên anh em hàn. Đấy, anh em chỉ việc ấn nút nó quay theo. Nó quay đấy, tiện, rất là tiện luôn. Không, trong là mình làm nhiều trong nghề này, sử dụng nhiều nó thì mình bị thấy nó là khá là tiện. Nhưng mà để mà đối với người mới mà động vào nó thì đúng là cũng không biết được nào mà làm cả. Tiếp đến anh em ở đây có thể thấy là hệ về oxy đấy, ga sự oxy bên Nhật gọi là sanso, còn đâu dưới là ga sự, còn là ga sự còn là ga đấy, phải gas. Thì các bạn có thể thấy là đây là một cái áp nhỉ, áp này mà mình các bạn vặn sang phải thì nó càng mạnh nhỉ, vặn sang trái thì nó lại yếu. Đây là cái khóa ga, mở ga nhỉ. Các bạn vặn theo chiều kim đồng hồ thì khóa, còn đâu ngược chiều kim đồng hồ thì mở, kim đồng hồ quay luôn. Tiếp mình lại chạy vòng qua đây. Ở đây thì có một vị trí này thì nó chuyên ngày xưa thì nó dẫn cả ga cả oxy nó qua qua cái đường dây, nhưng bây giờ thì bọn mình không còn dẫn qua đấy nữa, là từ công ty ngày xưa rồi. Đây là một cái máy kiểu như điện nhưng mà nó có cái ổ áp ấy. Đây mài to, con máy này thì gần như là bỏ không rồi, con này là cổ từ ngày xưa rồi, mình cũng chẳng dùng nó. Mũi miếc của nó đấy anh em ạ. Đây anh em có thể nhìn thấy con này là con máy tiện. Con này cũng khá là khó dùng, mình chỉ mới dùng một lần thôi, là cái bác người Nhật bác ấy dạy mình, nhưng mà cũng ít khi dùng với nó. Cái đồ của mình làm bây giờ cũng chưa đa dạng lắm nên cũng ít khi dùng nó. Nó là thuộc dạng là cổ rồi, dưới này có một cái chân đạp hãm rừng giống như kiểu máy tuốt của ngày xưa ấy. Khá là đồ sộ nhỉ. Sử dụng mà không biết sử dụng thì con này khá nguy hiểm. Đấy, kẹp không chặt nó văng chỉ có vỡ mộng. Đấy. Lúc này thì vặn vào. Sau khi bạn gá xong rồi thì chỉ vặn đưa vào thôi là nó tự nó bảo khoan. Ừ, rất là ok, rất là hay. Máy cổ nhưng mà vẫn dùng vẫn còn ngon lắm. Đây đống ốc, đống mũi. Đây, đây lại có tiếp một con nữa, con máy khoan này. Con này cũng ok, rất xịn sò và rất hay. Hơi anh em nhìn hơi độ thuộm đúng không? Đấy, chỗ này con làm vanh nổ đẹp, vanh nổ kiểu như là dạng R, AR đấy. Cái này sử dụng cũng bình thường, chẳng có gì khó cả. Tháo nắp mở rất đơn giản, bạn chỉ cần mở thì bạn kéo xuống, bạn lấy cái đe, bạn cắm vào kia, bạn đập phát là nó rơi mũi ra. Xong lại thay mũi khác và đóng cực phát lên là được. Cái này nhiều chế độ khoan, có cả chế độ khoan tập bự nữa cơ. Tiếp đến thì con này là con máy bắn ốc vít mọi người nhé. Con này nói chung là mình có hai cục pin, con này đắt phết đấy, cuối tiền. Con này đắt là nó tiện dụng, bắn thì ra bắn vào có lung trên lung dưới thôi, nhìn cũ cũ này nhưng mà sử dụng rơi bao lần thì vẫn chưa hỏng anh em. Tiếp đến đây, đây là một cái hệ con này, này con vặn đấy, anh em dùng con này tiện lợi. Trên này ngày xưa làm thùng to nên toàn cái đồ vặn to cành này, mình dùng khá hay. Đây găng tay dài,
như vậy. Hàn thì mình dùng con này nó đỡ bị bỏng tay, nóng tay. Đôi đấy 660 yên nó tương đương với khoảng độ gần 140.000 đồng Việt Nam ấy. Đây, Ba Lan thì không nói gì rồi. Đây mình xin đi qua con Mokka nhé. Mokka thì nó đơn giản, cấu trúc không có gì khó cả. Thì như anh em có thể thấy là cái núm mình đang ấy nó là núm oxy. Đấy. Còn núm trên này là núm mở xả đấy. Xả con này khi cắt ấy, mình vặn nút đấy là nó sẽ cắt. Ga đấy thì nó đi thẳng theo cái đường kia. Còn oxy mình mở kia xong rồi mở xả trên. Đây con ba. Con ba này thì không nói nhiều cái gì. Đây mấy cái này là cục mấy cục lâm châm. Đây xích. Chung là lên đây mình hay dùng cáp nhiều, dùng xích nhiều khi cảm thấy nó không an toàn. Ở đây con máy khoan nhỏ, loại cỡ nhỏ. Mà con này khá đa năng và hay, nó có bàn kẹp nhẹ nhàng và con khoan vừa rồi. Nhưng em ở trên này thì có ghi cái tạp bự đấy, đủ các kiểu đấy, tạp bự loại mũi bao nhiêu và khoan kích thước như thế nào. Đây chỗ này anh em có thể thấy một xô tăng loại tăng đơ đấy, nhạc loại tăng đơ. Đây chỗ này là vị trí mình phân biệt cho mọi người này, thế nào là oxy nhé. Cái này là CO2 này, cái này là dùng hàn, còn này là oxy dùng cắt. Tiếp đến cái này là gas sự đấy, gas dùng vẫn là cắt ga luôn. Còn đoạn này là acetylene là dùng hàn tích, argon đấy, gọi là argon hàn tích. Nó chẳng có gì là khó khăn, nhà phân biệt dễ không là nó có màu hết. Đây, đây hai con máy Panasonic lâu đời, nhưng vận hàm vẫn ngon, vẫn cứ là ok. Đây là mấy cái cáp, dây cáp cộng với treo. Cái này thì cái bàn chạy mình dùng để chạy từ xưởng, ngăn bên xưởng có xưởng trong xưởng với nhau, không có gì khó. Ra đây thì mọi người có thể thấy là chỗ này cắt, mình cắt của mình cắt vật liệu, có một cái máy cắt nhỏ cắt đá. Thì con này cắt dùng cái vật tay vịn nâng can cầu thang mình nào. Con này cũng chẳng có cái gì là khó khăn sử dụng cả, chỉ việc có mỗi nút ấn đen thì chạy, đỏ thì dừng, chứ đâu không có gì là khó khăn gì. Đây là vật liệu ống này, ống áo ABC.